Xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc ở ghép thì nên hay không nên, hoặc là ở ghép thì có lợi hay có hại nha. Bây giờ là tháng 5. Nói chung là bây giờ là khoảng thời gian mà mình đang phải bận rộn viết báo cáo thực tập, với mình rất là đau đầu với báo cáo thực tập. Nhưng mà mình lại nghĩ là sắp tới thì các bạn cho phép mình gọi là em nha, những em sinh viên khi mà thi 12 rồi, không biết năm nay thì có đổi quy chế thi hay là cách thi hay không. Nhưng mà các em cũng sẽ phân vân giữa việc nếu như các em quyết định lựa chọn học đại học xa nhà, các em sẽ ở đâu ở ký túc xá của trường, còn nếu như trường không có ký túc xá thì chúng ta nên ở trọ như thế nào, đúng không? Video hôm nay mình muốn chia sẻ về một vấn đề, đó là ở ghép. Mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm vấn đề này đó. Đầu tiên là lý do tại sao chúng ta lại chọn ở ghép. Mình nghĩ là sẽ có hai lý do. Một là các bạn không đủ tài chính để chúng ta có thể ở một mình ở một căn phòng trọ riêng biệt, thì chúng ta có thể lựa chọn ở ghép để ở chung với nhau. Hoặc là chúng ta muốn ở những phòng trọ cao cấp hơn như là chung cư chẳng hạn, chúng ta cũng quyết định ở ghép. Khi mà ở ghép nhiều người ở nên là giá chia ra nó sẽ rẻ hơn, và chúng ta sẽ được hưởng những cái dịch vụ, những cái tiện ích, cái đó gọi là tiện ích, những cái tiện ích mà tốt hơn. Hoặc là lý do thứ hai chúng ta chọn ở ghép, đó là chúng ta có những người bạn thân, những người anh chị em ruột gì đấy, họ gì đấy, rồi cũng ở cái nơi mà chúng ta định học ấy, ví dụ như là Sài Gòn, xong rồi mọi người rủ rê với nhau gộp lại thành một cái group để chúng ta có thể ở chung rồi chia sẻ tiền. Thì mình nghĩ ở như vậy nó sẽ đỡ tiền hơn, an toàn hơn, bởi vì chúng ta đã biết nhau rồi. Nhưng mà ở ghép thực ra nó vừa có lợi mà vừa có hại, như mình sẽ nói phân tích ở cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khi mà chúng ta ở ghép với những người xa lạ ấy, nếu như mà các bạn may mắn thì các bạn có thể gặp được những người bạn ở ghép vô cùng là dễ thương luôn. Như là mình á, mình là một người chùm đi ở ghép đây. Năm đó thì mình ở chung với bạn, rồi sau đó mình chuyển ra mình ở lại ở chung với bạn nữa nhưng cũng là ở ghép. Rồi sau đó mình đã dứt áo ra đây và mình quyết định tìm tới một chương trình mới luôn, mình ở ghép hẳn luôn với những người mà hoàn toàn xa lạ và không hề biết mặt gì hết. Thì rất là may cho mình, kiểu mình đang ở có đất hay sao mình không biết nữa, mình đã gặp được những người bạn rất là dễ thương. Tụi mình ở trọ gần trường, mình gặp một cái bé chung khóa nhưng mà khác khoa. Trời ơi, bé nó dễ thương cực kỳ. Trời ơi, kiểu thanh xuân đã mang tới cho bạn những người bạn rất là tốt bụng luôn á. Ở đó có một bạn chung khoa với mình nữa cũng dễ thương, rồi cũng có một chị đi làm. Chị đó chị đi làm sáng đi xong tối về cả ngày không gặp. Như kiểu mình ở đó mình cảm thấy rất là thoải mái. Và mọi người ở như thế này nè, mỗi người một cái chiếu riêng, mỗi người một cái quạt riêng, nói chung là mọi thứ đều riêng, nên là mình cảm thấy mình không có bị xâm phạm đời tư rồi này kia. Đó là trường hợp mà mình may mắn nha. Còn trường hợp mà chúng ta không may mắn lắm, chúng ta ở chung với những người hơi gọi là không hợp tính cách ấy, thì nó sẽ xảy ra vấn đề như thế này. Ví dụ như hai người là trái giờ giấc với nhau thì cũng sẽ ảnh hưởng tới mình, đúng không? Tại vì mình đi học, mình kiểu buổi tối mình cần ngủ thì bên kia buổi tối mới làm việc này. Hoặc là trái tính cách của nhau, hoặc là hơi xấu tính, kiểu bạn kia hay mượn đồ, mượn đạc của mình. Có rất là nhiều vấn đề phức tạp khi mà chúng ta ở ghép mà các bạn rất là lo lắng. Ở toàn người lạ không á thì mình rất là dễ bị mất đồ, mất đạc này. Rồi đồ đạc lúc nào cũng phải trong cái tình trạng rất là kỹ. Như là bạn mình ở ghép một phòng tới 5-6 người gì đấy, bạn ấy phải có một cái vali để ở cuối giường, xong rồi lúc nào cũng phải khóa lại này kia. Nhưng mà nói chung là mình tự giữ tài sản của mình thôi thì nó vẫn an toàn hơn. Hoặc là lối sống không hợp nhau, mình thì không ồn ào lắm, còn bên kia thì hơi ồn ào đó. Nhiều tình huống phức tạp xảy ra mà chủ yếu là liên quan tới mất cấp hoặc là lạ lùng á. Đối với trường hợp thứ hai đó là khi mà các bạn ở chung với người quen, người thân, bạn thân rất nhiều thể loại thân. Trường hợp này rất là phức tạp nha, tại vì chúng ta chỉ thân khi mà lo chúng ta gặp nhau thôi. Kiểu lo gặp nhau, ăn uống một chút, chà chanh một chút, kiếm gió một xíu thì mọi thứ đều rất là tốt đẹp, mọi người đều rất là dễ thương, đều rất là cute. Nhưng mà khi mà chúng ta phải gặp nhau hàng ngày, chắc chắn là chúng ta sẽ phát hiện ra thói hư tật xấu của nhau, đúng không? Nên là trời, nó không hợp với mình một chút nào. Ở không hợp, hoặc là khi mà mình ở với người quen như vậy thì có một chuyện phải nói là hơi tế nhị, đó là sự chênh lệch về tài chính á. Có thể là bạn mình không nghĩ gì đâu, nhưng mà chính chúng ta khi mà mình cảm thấy mình bị chênh lệch về tài chính với đối phương á thì mình cảm thấy nó cũng hơi là áp lực với những cái lần mà đi chơi ăn uống xã giao này. Tại vì mình không có thể chi tiêu với cái mức chi tiêu như vậy thì mình tự cảm thấy là mình tách biệt luôn với mọi người. Mãi sau này rồi thì mình mới nhận ra đó là bạn bè muốn thân tốt nhất là đừng ở với nhau. Hoặc là các bạn có thể thấy rất là nhiều câu chuyện ở trên mạng như kiểu bạn bè sau khi thân rồi ở chung với nhau xong mới mất bạn luôn. Giờ các bạn chọn, chúng ta sẽ ở theo trường hợp thứ nhất hay là trường hợp thứ hai, thì mình nghĩ là một cách rất là tốt để chúng ta có thể đảm bảo được, cân bằng được cuộc sống cũng như là giữ vững được những mối quan hệ và có một cuộc sống ở ghép may mắn như mình sau này, thì mình nên đặt ra một số nguyên tắc. Và mình muốn gửi cho các bạn những nguyên tắc như sau.
đầu tiên mình biết là không ai hợp tính ai đúng không, nên là chúng ta cứ nói thẳng nói thật với nhau toàn bộ mọi chuyện. Ví dụ như mình không vừa làm điều gì về đối phương thì mình cứ nói thẳng với họ, bởi vì mình giữ trong lòng người ta không biết. Đối phương không phải là mình nên là những chuyện mình không nói người ta sẽ không biết đâu, và người ta cũng không có kiểu trách nhiệm để mà phải đọc hiểu xem là bạn nghĩ cái gì trong đầu để mà đoán mò. Như kiểu là người yêu mà kiểu các bạn nam nên tìm hiểu các bạn nữ thì không bao giờ nha, ở chung là như vậy. Nếu như các bạn nói thì đối phương sẽ hiểu, còn không thì đối phương sẽ mặc định cho rất là đúng. Nên là cái gì mà mình cảm thấy khó chịu á, thấy không hợp lý lắm thì mình nên nói thẳng ra và hai người tìm cách giải quyết. Điều thứ hai đó là vấn đề về sự ồn ào và im lặng. Nếu như mà ngay từ đầu các bạn thống nhất được mình không thích ồn và mạnh ai, chúng ta đeo tai nghe vô đó đi, mình đeo tai nghe vào. Còn nếu như mà các bạn thống nhất là mình có thể hợp gu âm nhạc của bạn, có thể hợp gu phim của bạn, mỗi lần mà mình có bài gì đó muốn chia sẻ với bạn, mình sẽ hỏi với bạn là bạn có muốn nghe chung không này kia, thì bạn kia bảo là được, lúc đó mình mở lên thì hai bạn cùng phải nghe với nhau thôi. Tại vì đó là sự thống nhất của mình rồi, mình không thể nào mà cái miệng mình thì được, mở đi, không sao không sao. Nhưng mà thật chất là mình lại nghĩ trong đầu là tại sao lại ồn như vậy, vô văn hóa và thiếu giáo dục như vậy. Người ta thật chất chỉ là muốn chia sẻ với mình cái thế giới quan của họ mà thôi. Họ nghĩ là mình hứng thú bởi vì họ đã hỏi qua rồi. Hoặc là nếu như mà bên kia người ta không có đeo tai nghe khi mà ở ghép, ở chung này kia, các bạn hãy nói thẳng với họ nếu như các bạn khó chịu, bởi vì đây là phòng của các bạn trả tiền và các bạn hoàn toàn có quyền để nêu ý kiến về cái vấn đề đó. Mình nghĩ là bây giờ mọi người đều rất là tế nhị, họ chỉ không đeo tai nghe khi nào mà họ nghĩ là các bạn quá thân này kia thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã nói rồi thì họ cũng sẽ sửa đổi thôi, bởi vì cái tai nghe thì mà có gì đó, thì cùng lắm thì họ nhận ra là hai bạn không thân nhau tới như vậy, hoặc là hai bạn không hợp nhau về khí âm nhạc hay là cái gì đó thôi. Điều thứ ba rất là quan trọng đó là vấn đề tài chính. Có những phòng trọ mà bao điện nước thì các bạn xài bao nhiêu cũng được, nhưng mà có những cái phòng trọ mà tính điện nước và các bạn phải chi trên đầu người, mình hãy thống nhất với nhau là quạt bật như thế nào, điện nước xài như thế nào, hoặc là các bạn nấu ăn chung với nhau á, dầu ăn mắm muối phải như thế nào, phải thống nhất ngay từ đầu luôn, đó là chi đều. Hoặc là các bạn nấu ăn riêng nếu như không thể nào hợp được. Bởi vì có những cái tình huống như thế này này, hai bạn nấu ăn chung với nhau và chi đều tiền, nhưng mà bạn thì bạn nghĩ là bạn kia ăn nhiều hơn mình, tại sao lại phải chi đều? Mình ăn ít như vậy, mình ăn ngày có xíu mà mình nấu cho ăn không, mình còn phải nấu, tại sao mình lại phải trả nhiều tiền? Thì mình cứ rõ ràng với nhau đi để cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn, tại vì đối phương đâu có nghĩ gì đâu. Nói chung là vẫn như là tiêu chí đầu tiên thôi, hãy rõ ràng với nhau trên mọi chuyện, nhất là tiền bạc rất là dễ mất lòng luôn á. Một điều nữa, điều thứ tư đó là giờ giấc. Thì các bạn có thể thống nhất giờ giấc với nhau làm sao để chúng ta không ảnh hưởng nhau nhất. Mình với lại đối phương ở bị kiểu nghịch giờ với nhau á, thì mình phải đảm bảo một cái sự yên lặng nhất định. Mà nếu như chúng ta cảm thấy nó vẫn chưa đủ yên lặng cho chúng ta thì chúng ta hãy nói, thì vẫn là điều thứ nhất thôi. Chúng ta hãy nêu ra những cái gì mà chúng ta thực sự khó chịu, không chấp nhận được thì hãy nói đi. Tại vì mọi người không phải là chúng ta, mọi người không thể nào mà hiểu chúng ta được, họ không thể nào mà đọc được nội tâm của chúng ta đâu. Có một câu mà ông bà ta hồi trước đã nói đó, mất lòng trước được lòng sau, nó là như vậy đó. Thà ngay từ đầu chúng ta sòng phẳng đi thì sau này chúng ta sẽ rất là khỏe khoắn trong những cái vấn đề giải quyết tiền bạc, các mối quan hệ xã hội. Ui, đau đầu lắm, ở ghép nó rất là đau đầu. Điều thứ năm mình nói với các bạn, nếu như mà các bạn vẫn chưa đủ tin tưởng đối phương thì chúng ta hãy tự có ý thức giữ đồ đạc của mình nha. Laptop đồ hãy tự tìm chỗ mà cất, bởi vì dưới Sài Gòn chứ không phải ở nhà mình. Không ai có trách nhiệm phải giữ hay là bảo quản đồ đạc gì cho bạn hết. Nếu như bạn không tự giữ được thì bạn sẽ bị mất. Mà mất rồi thì không có kêu ai được đâu, tại vì đồ của mình mà. Mất kêu ai bây giờ mà cũng làm gì. Họ rất là ít khi phòng trọ có camera. Các bạn khi mà ở chung với nhau rồi thì đối phương bỏ cái laptop của bạn đi, hoặc là mỹ phẩm của bạn đi vô cái ba lô xách đi, rồi sao bạn biết được, làm sao mà camera nằm mà gây lại được. Nên là mình phải tự bảo quản, tự giữ cái mỹ phẩm của mình, đồ đạc, quần áo, laptop, bất cứ thứ gì mình muốn giữ thì hãy tự giữ. Nghĩ cách giữ, bỏ vô tủ riêng, khóa lại, làm một cách nào đó để giữ lại. Đặc biệt là có một cái trường hợp nó rất là đau đầu như thế này nè. Đối phương mượn đồ của bạn đi, mượn mỹ phẩm, xong rồi bạn kể nã, bạn cho mượn, xong rồi bên kia như thói quen á, mượn và mượn như kiểu thói quen, rồi một hồi nó sẽ hình thành một cái trách nhiệm, nghĩa vụ, đó là bạn phải cho đối phương mượn những cái đó. Thì ngay từ đầu nha, hãy sòng phẳng đi. Một là các bạn nói là mình không có nhu cầu cho bạn mượn cái này. Hai á là các bạn bảo là ta chỉ cho mày mượn lần này thôi, không có lần sau đâu nha. Và nếu như lần sau đối phương cũng muốn như vậy, đem đồ đó đi cất đi, đừng có cho người ta thấy nữa, tại vì rất là khó chịu, nó ảnh hưởng tới mình. Mình là sinh viên mà mình kiếm tiền đâu có dễ dàng gì đâu, đúng không? Ba mẹ mình chu cấp cho mình mà, thì tại sao mình lại phải đưa cái đồ đó cho người khác xài, trong khi cái người đó mình cảm thấy rất là không thoải mái khi họ sử dụng đồ của mình. Và điều cuối cùng mình muốn nói là nếu như khi các bạn ở ghép và các bạn cảm thấy không thể nào chịu được, ở đây có rất là nhiều tệ nạn, nhiều vấn đề
tiêu cực xảy ra rồi thì hãy đi chỗ khác đi. Bởi vì cuộc sống này muôn màu muôn vẻ mà, chúng ta từ bỏ những người này chúng ta hoàn toàn có thể gặp được những người khác. Đừng có lo cái vấn đề mà đổi chỗ khác thì sẽ xa hơn, gặp được những người xấu hơn nữa thì sao, xấu hơn nữa thì mình lại đi thôi. Tại vì người tốt vẫn còn rất nhiều. Mình chuyển không lẽ mình chuyển 10 lần mà không, mình không gặp được một lần có bạn đàng hoàng à? Tại vì đời sinh viên của mình chuyển rất nhiều cho tới khi mình tới chỗ trọ cuối cùng. Hiện nay mình đã ở đó được 2 năm rồi, thì trước đó cái vấn đề mình chuyển nhà đối với mình rất là cực khổ. Nhưng mà mình vẫn chuyển, mình vẫn tin là mình sẽ tìm một cái môi trường thích hợp với mình, phù hợp với cái giờ giấc, cái nhu cầu sống và những cái bạn đó phù hợp với mình. Và trong cái tập thể khi mà mình ở ghép nhiều người á, mình hợp với số đông rồi thì những cái bạn mà có những cái bạn ở phần thiểu số, các bạn ấy không hợp thì các bạn ấy lại chuyển đi thôi và tìm được cái số đông của mình. Nên không sao hết, đừng có sợ mất lòng ai hết nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mình rất mong có thể chia sẻ với các bạn cái cuộc sống khi mà làm sinh viên á, đặc biệt là với sinh viên trường luật. Mặc dù mình đi học không có nhiều lắm. Nhưng mà nếu như các bạn có nhu cầu muốn nghe thì hãy bình luận dưới đây, thì mình cũng rất vui được chia sẻ luôn á. Nếu như các bạn thấy video này hay hay là còn nhiều thiếu sót nào đó thì hãy bình luận ở dưới cho mình biết nha. Tại vì mình rất cần những ý kiến đóng góp đó để cải thiện kênh của mình nhiều hơn. Nếu như các bạn thấy video sau hay hơn video trước thì đó là công của các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn.